chuyến chim đã đến với kênh trai đồng bằng hành căng nhiên. Nam mô, ta là thần robot đây. 32 tướng pháp. Xin chào tất cả quý vị của chúng chị em đã quay trở lại với kênh trai đồng bằng TV nha. Thì vừa rồi em cũng mới hành căng xong nha quý vị. Thì mong quý vị của chúng chị em thông cảm nha. Thì trong cái video này thì mình vừa nói chuyện vui thôi, giải trí sau những cái ngày làm việc mệt mỏi ha. Thì em cũng chia sẻ một số cái vấn đề liên quan đến cái drama của cô gái hành căng cũng đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội nha quý vị cô chân giác. Thì trước khi đi vào chia sẻ một số vấn đề thì em cũng gửi tặng cho đôi Quyên Ương một bài hát chúc cho đôi lứa nha. Vén bần về An Giang, ngoài rầy liên miên ái cho mày lấy thằng Bình Kiền. Thời buổi không tiền thương thằng Kiền, tao cho chết luôn. Trời ơi, vén thương anh nhiều, nhưng vén đâu ngờ ánh mắt Bình xì khe. Ôi thế bên về anh đây xin thề nè, anh thề chẳng chơi kém để làm em vui, nhưng đâu ngờ muốn vội qua cầu. Thời té xuống lầu còn thêm sức môi. Trời ơi, anh thương bên nhiều, nhưng anh đâu ngờ mình chậm ra thôi thế anh về. Bèn ơi bèn ơi, giờ này em mới hiểu, thằng thì kẻ nó đều mà sao còn yêu nó nhiều. Mai này mặt mình chậm ra dù pha thì mà anh anh vừa không dối không lừa, anh sẽ làm người ngài cho ba má em vui. Thờ ai nét đời tôi sống đàng hạnh phúc, nhưng nào ngờ chuyện gì sẽ đến với tôi. Em tôi có chồng gì kiều, đời tôi hối hận thật nhiều vì buồn tôi kiếm của bà gái sầu. Ây giao biết đời tàn phê, nhưng phê nó làm tôi phê đập vào hồn tôi bay bóng từng trời. Gặp được nàng tiên áo trắng vui quên người đã phụ tình tôi. Rồi từ đó nhà tôi bán già bãi sàn, nhưng người đời đã chán chê tôi. Yêu cô ba, tôi yêu chân kiếp người đời, mà không dám nói nửa lời thì chẳng thế vẫn yêu em hoài. Ca ngồi đập dở cây đàn luôn á thưa quý vị ơi. Thì nói chung á là hôm nay á, ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều các anh em cũng đã lên tiếng về cái vấn đề của một cái nhân vật được cho là hành căng, được cho là có được nói chuyện với người cõi âm gì đó vân vân. Và đến ngày hôm nay thì đã có một cái kết cục, đó là cái cô gái này đã lên tiếng xin lỗi Mạnh Thường Quân, và nói là bây giờ là sẽ quy ẩn để về ở với một cái anh gì đó, và cái tình yêu nó đã chớm nở. Thì
Thì cái sự việc nói chung là hiện tại bây giờ cũng khá là căng thẳng khi mà em cũng nhận được cái thông tin rất có thể là một vài nhân vật sẽ toan khi mà một số các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã gửi tiền để về giúp đỡ cho cái hoàn cảnh cái cô gái hành căng này. Nếu như mà họ có những đơn thư tố giác, tố cáo, thì có thể là cái cô gái này và một số người sẽ phải liên đới về vấn đề hình sự. Thì chúng ta quay trở lại những cái ngày đầu cái đời Râm Ma, thì cách đây cũng một tháng, hai tháng, là từ tháng 9, 10, tháng 11. Thì đầu tiên là vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, thì cái cô gái được cho là hành căng này đầu tiên xuất hiện và được một cái kênh YouTube quay ở ngoài đường. Và vào ngày 1 đây tháng 10 đó, thì một cái nhân vật hiện tại bây giờ đang là cái người đi bên đời song hành cùng với cái cô gái này đã quay ở nhà trọ và nhiều lần đã gợi ý về cái vấn đề tiền bạc này, cái nào đã gợi ý về tiền bạc thôi, quay những cái cầm mà cái cây to lên này là kia đủ thứ, nói toàn tiếng Miên, tiếng Tàu, tiếng dân tộc, nói chung là đủ thứ tiếng, có pha tạp này kia đó, và đặc biệt là nói sảng, nói nhảm, nói nhí, không biết cái nào là tiếng, và được rất là nhiều người thấy ta ngộ, thấy ta lạ, và thậm chí là có cả những người ta tin đó. Rồi á, tiếp theo là nhiều kênh cũng vào, thấy là nhiều view, nhiều người theo dõi quá, cũng đã bay vào để quay và có view, rồi dẫn đi những cái nơi như là Campuchia rồi An Giang để quay, thậm chí là có cả làm từ thiện đó. Rồi khúc sau này thì cũng có một số kênh YouTube đã bạch trần ra cái vấn đề là cái cô này hành căng, nhưng mà có dạng như mà đam mê như thế này, đi phổ độ gì mà phải phổ độ qua cái chuyện như thế này đó, là bạch trần, một cái sư cô, được cho là sư cô đã lên tiếng đó. Và mới đây nhất thì vào ngày chín tay hay là 10 tay gì đó, thì cái cô này đã về cùng với một anh YouTube, và về quê ngoại để xin là được quen, sinh sống với cái anh này đó, và cũng lên tiếng đó, xin lỗi khán giả. Và hiện tại bây giờ thì cũng vẫn còn một số kênh đến để giúp đỡ, gọi như là làm đường, làm nhà, và hiện tại bây giờ là lãnh khá là nhiều tiền của Mạnh Thường Quân trong cũng như là ngoài nước đó. Thì hồi nãy thì em cũng thấy là cũng có một số kênh cũng đăng lên là Mạnh Thường Quân lên tiếng là bị lừa, bị gạt gì đó, và cũng có một số khán giả nói là tôi cũng là những nạn nhân cũng bị người lừa gạt trong cái câu chuyện của cái cô gái hành căng này. Thì ngày hôm nay thì em cũng khẳng định với Nguyễn Thiếu Đen, cái vấn đề tâm linh thì em tin là có, và hiện tại bây giờ khoa học người ta không thể chứng minh được là cái vấn đề có cái dạng những cái tâm linh ma hay là những cái hiện tượng lạ, không thể chứng minh được hả. Nhưng mà cái vấn đề của cái cô gái hành căng, cô Ven này, thì em nói vị là không bao giờ có rồi, không bao giờ có câu chuyện hành căng. Và đặc biệt sắp tới đây, nếu như mà thật sự là cái thông tin mà em nhận được là nếu mà đúng chính xác và có những đơn thư tố cáo tố giác vấn đề lừa đảo, lợi dụng về cái vấn đề tâm linh, tín ngưỡng đó, trục lợi, thì chắc chắn là phải có một vài em lên được, vài người mới liên đế trong vụ việc này. Nếu mà họ biết được cái sự việc là cái cô gái này, cô gái được cho là hành căng này, chỉ diễn trò, và họ biết được câu chuyện, vẫn biết, nhưng mà họ cố tình để tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao trào, và họ cố tình quay để có quyền câu like, để như là kiếm lợi, trục lợi cùng với cô gái này, chắc chắn là phải một vài người sẽ có liên đới, sẽ có dính dáng ở trong này, không thể nào mà cho cả được, nhưng phải có đơn thư. Mà em nghe nói là sắp tới đây thì có một số người coi như là bị mất niềm tin đó, người ta cũng nhìn nhận được câu chuyện này, thì người ta sẽ có đơn thư để tố giác đó, để
Thì cái sự việc này hiện tại bây giờ đang rất căng thẳng. Nó không phải là một cái câu chuyện đùa, một cái câu chuyện dẫn chơi ở trên mạng xã hội, và đem cái câu chuyện tâm linh, đem cái vấn đề tín ngưỡng lên để trục lợi, để có view, có like. Và cái sự việc nó đổ vỡ thì nhiều người lên tiếng mặt trận, thì tuyên bố là dừng, xin lỗi Mạnh Thường Quân không nhận tiền, và bây giờ là quay trở lại cái cuộc sống bình thường, yêu đương. Các anh chị nghĩ là cái câu chuyện pháp lực là một cái chỗ cho đùa. Một người như cái cô gái đó thì không nói, ví dụ như làm được rồi nhiều người cũng làm như vậy nữa, ai cũng lên nói là tôi hành căn, ai cũng lên nói tôi đi phổ độ, rồi ai cũng ùa vào đó chia sẻ bất chấp, rồi tiền về ồ ạt, cuối cùng ra không có mẹ gì hết, nhiều người đã mất niềm tin thì loạn à. Mà nói thì nhiều người ta không tin, nói cũng có những cái cuộc điện thoại đe dọa, hăm dọa gì đó. Ở đây là một cái vấn đề tạm giờ khá là nguy hiểm, là các anh chị này đang coi như là đang đùa giỡn với một trên một cái đống lửa, không có câu chuyện thần thánh gì của cái cô gái mang tên Ben. Những người này đang đùa giỡn mà nói sắp tới cái thông tin mà em nhận được là đúng, những đơn thư thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ vào, có cái số tiền là không nhỏ. Thì quý vị biết là cái tội mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cái số tiền mà trên 100 triệu thì khung nó rất cao rồi ha, khung nó rất cao. Không, đây đừng nói là không có cái vấn đề tiếp tay trong câu chuyện này ha. Bây giờ dừng lại thì nó cũng hình như nó cũng đã hơi muộn rồi. Nếu như mà nói thẳng là những Mạnh Thường Quân họ có lòng vị tha, họ bỏ qua cái sự việc này thì nó sẽ dừng lại. Nhưng mà theo như cái góc nhìn của Trai Đồng Bằng liên quan đến sự việc này, thật sự ra mình không muốn dồn ai vào một cái con đường cùng nào cả. Nó thật sự cái hoàn cảnh của cái cô gái Ven này là khổ thật sự. Hoàn cảnh khó khăn mà có cái vấn đề hướng về cái con đường tu, thì mình chia sẻ hoàn cảnh theo một cái hướng nó sự thật, mặc dù là không được nhiều người tiếp cận, nhưng có thể đâu đó cũng sẽ những tấm lòng giúp đỡ. Này mình thiên về cái hướng tâm linh, thiên về những cái vấn đề hành căn hành két gì đó, rồi nói những cái thuyết giảng gì đó, rồi đi phổ độ, nói tầm bậy tầm bạ không, mà đánh vào cái vấn đề tâm linh. Vấn đề tâm linh tín ngưỡng là một vấn đề rất nhạy cảm đó, mình đã thấy sai rồi. Bây giờ mình đặt cái vấn đề là một người, một YouTuber bình thường đi, thì mình nhìn vào đó mình không thể nào nhận định là cái cô này có hành căn hay là không hành căn. Mình cũng phải đặt cái vấn đề, không phải mình bất chấp như vậy. Đó là cái vấn đề em nói là họ không biết cái sự việc cái cô gái này đang lừa họ đó, mình phải nhận định nó rõ. Và cái thứ hai, nếu như mà họ biết được, hoặc là họ là người trực tiếp chỉ kịch bản, đạo diễn, thì căng. Thì mới đây là cũng có các anh em cũng quay lại những cái góc, những cái góc quay mà cái cô Ben này cũng đã nói rằng là các anh em quay cái này, quay thôi đừng đăng, để cho người ta biết là tôi nhận tiền này, cái thôi quay thôi đừng đăng. Đăng lên là cái này tôi đi tù rồi, ai chịu bận cái áo nâu như thế này rồi lên đây nhận tiền kiểu này rồi người ta bắt tôi rồi ai lãnh. Cô gái này vẫn biết cái vấn đề họ sợ, sợ bị bắt, liên quan cái vấn đề mặc áo nâu đeo chuỗi hạt để gọi như lên quay đó, rất nguy hiểm. Thì em nghe phong phanh như vậy, có nhiều người nói tôi là nạn nhân, tôi đã bị nó lừa gạt này cho nó. Bởi vì em nói quý vị thà chia sẻ hoàn cảnh cái sự thật ha. Còn cái vấn đề này thì em nghĩ là những người mà đã gửi tiền hay là mất niềm tin thì nên
có những cái đơn thư để làm rõ cái vấn đề sự việc nó như thế nào, để tránh có cái trường hợp sau này sẽ còn nhiều cái khác ngôi lên đó. Đó là cái ý kiến của em, còn cái vấn đề của các anh chị mà gửi tiền thì nó là một cái chuyện khác. Nhiều khi mình thương đó, thì mình giúp đỡ đó. Còn có nhiều người ta nói nó này nó láo quá, nó xạo quá, cái thái độ sau đó thì các anh chị có thể mình lựa chọn cái biện pháp đó, là nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Đó là tùy các anh chị, nhưng mà đó là em cũng đưa ra cái góc suy nghĩ riêng của em. Đừng có đem mà buông thần bán thánh lên đó để mình câu view câu like rồi trục lợi ha. Đó thì em chia sẻ cái thông tin này hôm nay đến view cho em ít phút thôi đó, em chia sẻ cho mọi người biết được cái sự việc hôm nay. Ngày hôm nay nó cũng căng thẳng là như vậy đó, thì sắp tới thì em sẽ tiếp tục cập nhật liên tục cái thông tin liên quan đến cô Ven này, cái drama Ven này, để gửi đến cho quý vị cùng chú Trang. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Đàn Ông Bạch.